Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong thời lượng của tin mới. Hãy dành ra ít phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đã diễn ra trong kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Tin mới xin chào quý vị khán giả. Chiến dịch quân sự giữa Nga và Ukraine đến nay đã bước sang tháng thứ 10. Với những tổn thất ở cả hai chiến tuyến là những con số không nhỏ, Liên Hợp Quốc, tổ chức được coi là đại sứ cho hòa bình và an ninh quốc tế, từng nhiều lần lên tiếng cảnh báo về chiến dịch quân sự này, cho rằng xung đột giữa Nga và Ukraine có thể leo thang thành một thảm họa hạt nhân. Và rằng việc leo thang chiến sự Nga-Ukraine dù là vô tình hay có chủ ý thì đều đe dọa tới toàn nhân loại. Trong một động thái mới nhất vừa được Liên Hợp Quốc đưa ra vừa qua, tổ chức này đã lên tiếng kêu gọi Nga và chịu trách nhiệm về hành vi của mình ở Ukraine với thủ tục quen thuộc là bỏ phiếu thông qua nghị quyết để tạo ra một khuôn khổ bồi thường thiệt hại cho cuộc chiến mà Nga đang tiến hành ở Ukraine. Thực tế, với những ai thường xuyên theo dõi diễn biến chiến dịch quân sự này thì sẽ thấy những cuộc họp bất thường hay những nghị quyết của Liên Hợp Quốc là chuyện quá quen thuộc và đa phần bất lợi luôn thuộc về phía Nga. Thế nhưng điều hấp dẫn nằm ở màn đáp trả của Nga và lần này cũng vậy. Đáp lại hành động này của Liên Hợp Quốc, Nga chỉ nhẹ nhàng nhắc đến tên người anh em Việt Nam, thế nhưng lại khiến cả Liên Hợp Quốc và nhiều nước phương Tây bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết này phải cứng họng và đồng thời còn đọc vị rằng mục đích thực chất phía sau của chiêu bài bồi thường chiến tranh này. Cùng theo dõi video để xem là Nga đã đáp trả như thế nào nhé! Nói về nghị quyết ủng hộ cơ chế để Nga bồi thường chiến tranh cho Ukraine, nghị quyết này do Ukraine, Canada, Hà Lan và Guatemala đề xuất với kết quả là 94 trong tổng số 193 nước thành viên của Đại hội đồng ủng hộ, 14 nước phản đối và 73 nước bỏ phiếu trắng. Việt Nam chúng ta, như thường lệ, vẫn luôn trung thành với lá phiếu trắng. Và không chỉ Việt Nam, mà ngày càng có nhiều quốc gia thể hiện quan điểm trung lập trong cuộc chiến này. Minh chứng rõ nhất là việc cuộc bỏ phiếu gần đây. Số phiếu trắng đã tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, trong lần bỏ phiếu này, vì số phiếu thuận lên tới 94 phiếu, cho nên nghị quyết lần này vẫn được thông qua. Như vậy, theo nghị quyết, Nga sẽ phải chịu hậu quả pháp lý của tất cả các hành vi quốc tế sai trái của mình, bao gồm cả việc bồi thường thiệt hại đã gây ra vì tiến hành chiến dịch đặc biệt ở Ukraine. Nghị quyết còn khuyến nghị các quốc gia thành viên hợp tác với Ukraine tạo ra một số đăng ký quốc tế để ghi lại bằng chứng và lời tuyên bố chống lại Nga. Tất nhiên, nếu xét về mặt pháp lý thì nghị quyết này hoàn toàn không mang tính ràng buộc thực thi mà chỉ có ý nghĩa biểu tượng cho sức mạnh chính trị mà thôi. Có nghĩa là việc Nga có bồi thường cho Ukraine hay không hoàn toàn phụ thuộc vào vài lá phiếu mà có thể quyết định được. Mỹ và phương Tây đương nhiên cũng biết điều này. Vậy thì tại sao lại phải tổ chức ra mấy cuộc bỏ phiếu kiểu này làm gì cho tốn thời gian? Nhà thì đang bao việc. Hóa ra họ tiến hành bỏ phiếu là nhằm mục đích khác. Đó là nhắm vào số tài sản của Nga đang bị đóng băng ở nước ngoài. Bởi lẽ nghị quyết có thể dẫn tới việc Ukraine đưa ra yêu sách đối với số tài sản trị giá hàng trăm tỷ đô la Mỹ của Nga, vốn bị Mỹ và các đồng minh châu Âu đóng băng sau chiến sự bùng phát. Cụ thể, ý định của Mỹ và phương Tây là bắt Nga phải bồi thường chiến tranh cho Ukraine. Một số tiền cực lớn khiến Nga khó lòng đồng ý. Một khi Nga không chịu bồi thường thì Mỹ và phương Tây sẽ viện cớ đó để tịch thu toàn bộ tài sản đã đóng băng được của Nga ở nước ngoài. Kết quả bỏ phiếu thì đã được Liên Hợp Quốc thông qua, giờ cứ theo quy định mà tiến hành thôi. Như vậy, Mỹ và phương Tây đã có lý để nuốt trọn khối tài sản khổng lồ của Nga. Mục đích này thậm chí được Mỹ và phương Tây lên kế hoạch từ cuối tháng 9, khi Bộ Tư pháp Mỹ đề xuất Quốc hội nước này thay đổi luật nhằm chuyển tài sản của Nga bị phương Tây đóng băng cho Ukraine. Ủy ban châu Âu EC hồi tháng 5 cũng đã đề xuất một kế hoạch tương tự nhằm sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để giúp tái thiết Ukraine hậu chiến sự. Tuy nhiên, Bộ Tài chính Mỹ khi đó cho rằng động thái nói trên sẽ không hợp pháp và có thể tác động tiêu cực tới uy tín của Mỹ, quốc gia được xem là một trong những nơi giữ tài sản an toàn nhất thế giới. Nhưng giờ đây, Mỹ đã có thể hợp pháp hóa điều này mà không còn lo sợ điều tiếng. Tất nhiên, Ukraine đừng mong cho rằng Mỹ và phương Tây sẽ chuyển số tiền đó cho mình mà họ sẽ lấy luôn và trừ đi số nợ mà Ukraine đang nợ họ từ hàng viện trợ. Đây là cách hay để vừa thu được tiền vừa có được miếng thơm. Không những thế, còn đánh trực tiếp vào nền kinh tế nước Nga trước những mánh lới cực kỳ tinh vi của Mỹ và phương Tây. Với người đại diện là Liên Hợp Quốc, các quan chức Nga đã có những phát ngôn đanh thép nhằm phản đối nghị quyết.
cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, nay là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, thẳng thắn nhắc nhở rằng Liên Hợp Quốc đã làm gì để Mỹ bồi thường cho những trận chiến mà họ đã từng gây ra trong quá khứ. Bởi nếu nói về thiệt hại chiến tranh thì hơn ai hết, Mỹ mới là quốc gia gây chiến và thu lợi từ chiến tranh nhiều nhất trong vòng một thế kỷ qua. Ông viết trên Telegram rằng, sau khi đã thông qua nghị quyết về bồi thường của Nga cho Ukraine, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc giờ đây nên kêu gọi Mỹ bồi thường thiệt hại chiến tranh liên quan đến Triều Tiên, Việt Nam, Iraq, Nam Tư và các nước khác. Ông Medvedev còn không quên mỉa mai sự tham gia của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là sự khởi đầu cho những thống khổ của tổ chức này với tư cách là một thể chế quốc tế quan trọng trong hòa giải, kết cục sẽ gây đau đớn cho toàn thể cộng đồng quốc tế. Cùng ngày, ông Vasily Nebenzia, đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc cho biết, sáng kiến của các nước phương Tây nhằm tạo ra một cơ chế thông qua Đại hội đồng Liên Hợp Quốc để thu các khoản bồi thường từ Nga là vô hiệu về mặt pháp lý. Phương Tây đang cố lôi kéo và làm trầm trọng thêm cuộc xung đột và định dùng tiền của Nga cho việc đó, ông Nebenzia nhấn mạnh tại phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa qua. Có thể thấy, các quan chức Nga vẫn luôn nổi tiếng là thẳng thắn, luôn nhìn vào thực tế để phát biểu. Mà thực tế là gì? Thực tế là chính Mỹ mới là nước từng gây ra nhiều tội ác chiến tranh và thu lợi từ chiến tranh nhiều nhất chứ không phải ai khác. Nhưng cũng chính Mỹ lại luôn rêu rao giảng giải về nhân quyền, nhân văn, nhân đạo. Cách đây không lâu, Tổng thống Putin cũng từng khiến Mỹ và phương Tây phải câm nín khi nhắc đến tội ác của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam, cũng như tất cả những nơi trên thế giới có dày quân đội Mỹ. Ông nói Hoa Kỳ đã để lại dấu ấn khủng khiếp cho một ký ức của nhân dân hai nước Triều Tiên và Việt Nam. Với những vụ ném bom giải thảm tàn bạo, sử dụng bom napalm và vũ khí hóa học trong chiến tranh Việt Nam. Đến năm 1954, Mỹ đã viện trợ tới 78% chi phí chiến tranh của người Pháp ở Đông Dương. Thậm chí Mỹ còn phác họa một kế hoạch ném bom nguyên tử xuống lòng chảo Điện Biên Phủ nhằm cứu vãn sự thất bại khó tránh của thực dân Pháp. Khi không thành công trong việc dính líu gián tiếp, thì đế quốc Mỹ đã hất cảng Pháp để trực tiếp xâm lược Việt Nam. Còn trên thế giới, Mỹ là nước duy nhất trên thế giới hai lần sử dụng vũ khí hạt nhân, phá hủy các thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản nhằm chấm dứt chiến sự ở mặt trận Thái Bình Dương trong chiến tranh thứ hai, và chính họ là người tạo ra tiền đề. Cũng trong thời kỳ Thế chiến thứ hai, Hoa Kỳ cùng với Anh đã biến Dresden, Hamburg, Cologne và nhiều thành phố khác của nước Đức thành đống đổ nát, dù hoàn toàn không có bất kỳ sự cần thiết nào với quân sự. Mục đích chỉ có một, giống như trường hợp các vụ ném bom hạt nhân ở Nhật Bản, là để hăm dọa đất nước Nga và toàn thế giới. Thử hỏi, những lúc đó, Liên Hợp Quốc ở đâu? Tại sao không thấy ai lên tiếng hay bỏ phiếu yêu cầu Mỹ bồi thường chiến tranh? Đối với vấn đề xung đột Nga-Ukraine cùng với lá phiếu trắng, Việt Nam đã nhiều lần nêu quan điểm chính thức của mình. Phát biểu trong các phiên họp tại Liên Hợp Quốc, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc nhiều lần nhấn mạnh rằng Việt Nam kêu gọi các bên liên quan giảm leo thang căng thẳng, nối lại đối thoại và đàm phán thông qua tất cả các kênh nhằm đạt được giải pháp lâu dài, có tính đến lợi ích và quan ngại của tất cả các bên trên cơ sở luật pháp quốc tế. Đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia. Các giải pháp như vậy sẽ chấm dứt những đau khổ và đóng góp cho hòa bình, an ninh và phát triển ở châu Âu và thế giới nói chung. Đại sứ Đặng Hoàng Giang chia sẻ, xuất phát từ lịch sử phải trải qua nhiều cuộc chiến tranh để giành độc lập, thống nhất và bảo vệ Tổ quốc, Việt Nam thấu hiểu giá trị của hòa bình và phản đối mọi hành vi đe dọa hoặc sử dụng vũ lực để xâm phạm độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia. Chính vì vậy, Việt Nam tin tưởng rằng trong mọi xung đột, các bên liên quan và các đối tác quốc tế cần hết sức nỗ lực góp phần giải quyết hậu quả chiến tranh phù hợp với luật pháp quốc tế. Thủ tướng Đức Olaf Scholz gần đây, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, đã kêu gọi Việt Nam lên tiếng phản đối Nga. Ông cho rằng Việt Nam cần phải có lập trường rõ ràng liên quan đến các sự kiện xảy ra xung quanh Ukraine, bởi vì các nước nhỏ không thể an toàn trước hành vi của các nước láng giềng lớn mạnh. Vậy thì xin thưa, hơn một dân tộc nào khác, Việt Nam thừa hiểu vị thế của một quốc gia nhỏ bé khi đứng cạnh một quốc gia lớn hơn, quyền lực hơn. Trải qua biết bao cuộc chiến vệ quốc tàn khốc trong quá khứ, đến nay Việt Nam vẫn tồn tại, vẫn độc lập, vẫn tự do. Vậy nên Việt Nam có đầy đủ bản lĩnh, ý chí và sức mạnh để tự quyết định số phận của mình. Video của Tin Mới xin được dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau. Nếu bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy dành cho Tin Mới sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video đến với mọi người nhé.
Bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của kênh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại.